Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chăm sóc cây sứ cho nó trổ bông lâu mà nó trổ bông đều đẹp đồng loạt hết nha. Đây là cây sứ Thái mà các bạn cùng theo dõi. Thì cây sứ sau khi đưa vô chậu mà trong thời gian nó trổ bông á, một thời gian á, nó sẽ hút hết dưỡng chất. Thì đây là một cách để mình bổ sung thêm dưỡng chất cho cây sứ hoa sứ để nó giữ cho cây sứ nó trổ bông đều đẹp đây các bạn. Và bằng phương pháp này nè, chúng ta sẽ cho giá thể thêm vào bổ sung. Có hai loại, chúng ta có thể cho phân hóa học hoặc là phân hữu cơ bằng cách dán nó như thế này nè, rồi sẽ bổ sung. Thì mình hôm nay mình sẽ sử dụng phân hữu cơ để cho sử dụng cho cái bộ rễ này nó lâu, chứ là khỏi có công hai chậu sau khi Tết, hoặc là khỏi sợ phạm phân gì hết. Thì nếu mình cho phân hóa học á, thì mình sẽ rước về hộp sơ thôi. Còn này mình sử dụng phân hữu cơ thì mình cứ cho thoải mái, không sao hết. Chứ là cây hoa giấy này là loại cây rất là dễ trồng, cũng ưa khô, nhưng mà mình muốn cho hoa nó nở lâu á, và đều đẹp thì không xuống màu. Thì đây là phương pháp xong, thì cái này mình cứ tưới nước ok nha các bạn. Đây là phương pháp rất là đơn giản nhưng mà rất là hữu ích cho các bạn, mình đã sử dụng nhiều năm rồi và rất là có hiệu quả. Thì các bạn, đây là cũng là chia sẻ, thì các bạn cứ làm thử và rất là thành công nha các bạn. Chúc các bạn thành công nha. Chào tạm biệt, hẹn các bạn trong các video sau. Nhớ like, share và đăng ký để tiếp tục xem những video mới nhất của mình nha. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt, hẹn gặp lại.